giùm em đi má cha ơi. Mèn đét ơi, giúp đỡ dòng người dân nghèo lương thiện, kiếm miếng cơm ăn áo, đáp đổi qua ngày đi. Dân có giàu thì nước mới mạnh, đến lúc đó mãi mãi phùng chinh, mãi mãi chân cầu, mãi mãi phùng chinh, mãi mãi chân cầu, mãi mãi. Mèn đét ơi, sao em rau quá mà không ai mua ủng hộ em hết trơn vậy chèn. Mệt quá, mệt quá. Trời ơi, có ba mệt kìa. Hả? Mình đang ở đâu đây? Nhìn Quyên. Mèn ơi, đây có phải là cuộc thi tài năng dành cho thiếu nhi không? Thôi ơi, em có coi chương trình này trên TV, em thích lắm nè. Ý, nghệ sĩ, ý, nghệ sĩ kìa. Chú Thanh ơi, chú Ngô Kiệt Quy, chú Trấn Thành, chú Thanh Lập. Ôi ơi, con hâm mộ mấy chú lắm. Hên nó chưa kêu chú Thanh Bạch rồi. Hả? Khán giả kìa, em yêu khán giả, em yêu nghệ sĩ, em yêu khán giả, em yêu cả chương trình. Hả? Không lẽ mình đi bán bánh tráng mà từ Cần Thơ mình đi lạc tới thành phố Hồ Chí Minh? Mèn ơi, như vậy là cái duyên. Không chừng em nghĩ làm nghề bánh tráng, em theo nghệ sĩ, em làm nghệ sĩ luôn đó. Hồi ơi, em thích quá ha. Mình phải chào mọi người mới được. Dạ, lời đầu tiên con xin tự giới thiệu. Con là Hạnh Trang. Con xin hân hoan kính chào quý ông, kính chào quý bà, kính chào quý cụ già, chào luôn mấy em trẻ, chào mấy anh cô khỏe, chào mấy em thanh tao, chào mấy cô chú ở trên cao, chào luôn mấy cậu gì ngồi dưới thấp. Nếu lời chào có hấp tấp, xin quý vị hãy bỏ qua. Xin chào hết tất cả cô bác gần xa, từ trong nhà ra phố chợ, dù có duyên ai nợ cũng xin gửi một lời chào. Ai có nói ca nói chào cũng xin chào tất cả. Lời chào nghe có đã, xin quý vị vỗ tay. Dạ con xin cảm ơn, dạ con xin cảm ơn, dạ con xin cảm ơn. Thank you very much. Vui quá à. À, con có bánh tráng, con mời cô chú dùng thử nha. Lành quá trời. Trời ơi. Thôi được. Dạ con mời chú. Cảm ơn con. Dạ con mời chú. Mấy đứa nhỏ càng ngày nó càng biết điều. Dạ con mời chú. Sao lúc nào cũng nước quá. Dạ con mời chú. Con ơi, con ơi, chú có đứa em gái nó cũng con mê bánh tráng lắm. Ủa sao con phát hết mà con né cô đây vậy con? Dạ con hết bánh rồi chú ơi. Ê, tội nghiệp thiệt, nhiều khi á, có những cái người mà phải sao cũng lướt qua. Sẽ qua thôi, sao rồi mà giống như là không khí vậy đó. Cô chú biết sao không? Con yêu nghệ sĩ lắm. À, nếu cô chú thấy con theo nghề được thì cho con theo nghề với. Con á, thích làm nghệ sĩ lắm. Ý, hay là bây giờ con thử làm MC, giới thiệu về làng nghề bánh tráng Thuận Hưng quê con cho các chú nghe nha. Dạ, trước khi con làm MC, xin ban bình luận và quý khán giả hãy cho con một tràng vỗ tay được không ạ? Dạ con xin cảm ơn, dạ con xin cảm ơn, dạ con xin cảm ơn. Các cô chú anh chị thân mến, nếu cô chú anh chị có dịp về miền Tây sông nước, xin mời cô chú anh chị hãy ghé thăm làng nghề bánh tráng Thuận Hưng quê con. Với vài trăm lò bánh tráng qua gần 2 thế kỷ, lúc nào cũng đổ lửa và tất lực với với nghề bánh tráng truyền thống, mang lại những tấm bánh thơm ngon, đậm đà cho người người khắp nơi thưởng thức. Bánh tráng ở Cần Hưng gồm nhiều loại như bánh mặn nè, bánh xốp là loại bánh không pha muối, bánh tráng nem và bánh tráng dừa nữa. Dù là loại bánh tráng nào cũng đều mang hương vị rất riêng, bởi người làm bánh tráng ở Thuận Hưng thường chọn gạo ở vùng thốt nốt là chính. Người Thuận Hưng có bí quyết riêng trong khâu pha bột, nên bánh khi dùng vẫn còn thơm mùi gạo nồng nàn, không dai nhưng cũng không bị bở đâu nhé. Đến thăm làng nghề, cô chú sẽ ấn tượng từ thao tác làm bánh khéo léo, nhanh nhẹn. Cô chú còn có dịp biết rõ về người dân ở làng nghề này, thêm yêu và lòng cảm phục những con người nhân hậu, yêu nghề, xem nghề như là một phần hơi thở của mình. Nào, cô chú hãy theo con về miền Tây. Đầu tiên xin cho phép con là Hạnh Trang, là ca sĩ cây lô tô của đoàn lô tô Tân Thời. Xin gửi đến bà con cô bác một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất ạ. Rồi bà con cô bác anh chị nào mà chưa có vé giờ trên tay, vui lòng giơ một cánh tay lên giùm con. Con sẽ mời nhân viên xuống phục vụ vé cho bà con. Chú ơi, có vé chưa chú? Cô ơi, có vé chưa cô? Chưa hả? Để con xuống phát vé. Phát vé giùm con được chú Nguyễn, con bận dẫn chương trình rồi. Cảm ơn chú. Anh ơi, vé anh ơi, vé anh ơi, anh ơi, vé. Bà con nào đã có vé trên tay, con sẽ thông qua thể loại cuộc chơi như sau. Bà con nhìn, 4 con số hàng ngang là đủ, 3 con là thiếu, 5 con là dư. số nào luôn mờ, đổi lại dùm nhân viên bên trên dùm con, để không thiệt thòi gì sao. Con xin thành thật cảm ơn. Rồi bà con, đặc biệt là anh chị nào may mắn trúng thưởng thì sẽ nhận được một lốc xá xị. Nếu ai không nhận qua một lốc xá xị thì có thể nhận qua một bọc bột giặt. Nếu ai không nhận qua một bọc bột giặt thì có thể nhận qua một lốc xá xị. Nếu ai không nhận qua một lốc xá xị thì có thể nhận qua một lốc bột giặt. Nếu ai không nhận qua một lốc bột giặt thì có thể nhận qua một lốc xá xị. Nói chung là chỉ có 2 món thôi. Rồi bà con nào đã có vé trên tay, hướng mắt về ánh sáng và bắt đầu dò số. Yeah. Ta 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 yeah. Lặng lặng mà nghe tôi kêu con cậu ra con mấy con số gì đây, số gì đây, mấy gì ra, mấy gì ra, số gì đây, số gì đây, số gì đây. Chúng tôi xin chúc mọi vui tươi. Nằm rồi bà. gì đây, số gì đây. Có ai kinh lắm, ai kinh lắm. Số gì đây, số gì đây, số gì đây. Con xoay gì đây, con may gì đây. Cái gì vậy? Anh Nam. Wow. Má ơi má, xa xỉ nha má. Xa xỉ hay bột giặt con? Má. Dạ anh chào cô, con chúc mừng con nha. Bà con cô bác thân mến, cũng có khi trường hợp cô kinh sổ thì bà con cô bác hãy khoan xe bỏ lấy giấy trên tay, để khi trao giải xong hãy xé ngầu quý vị. Rồi con mời cô đưa giấy cho con. Rồi con 46, con số vừa kêu qua. Có 1 37, có 2, có 18, có 3, còn con số cuối cùng là con số 5. Chưa có. Có mà. Con nãy giỡn cô ơi. Con chưa có nhận. Đó rồi. Con chúc mừng cô. Vậy là 4 con số đã hợp lệ. Rồi có duyên quá. Rồi bây giờ cô nhận quà, cô nhận một lốc xá xị hay là cô nhận một lốc bột giặt? Xá xị. Xa xỉ. Gia đình mình đông. 1 trong 2 tôi phải không con? Nè. Dạ em là shipper nha chị. Dạ cô bé thân mến, dòng lại vừa qua không còn với chị nữa. Và đàn lô tô tân thời của chúng con xin chúc quý